chào quý vị và các bạn. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo group cũng như là tạo robot row support trong Telegram. Tiếp theo, ở video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để tạo một cái kênh hay còn gọi là channel trên Telegram. Ok, bây giờ quý vị hãy vào cái biểu tượng menu phía bên trên góc tay trái màn hình có ba gạch. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone, có thể nó hơi khác một chút thôi. Rồi, quý vị chọn vào New Channel. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt tên cho cái channel của quý vị. Ok chưa? Ví dụ ở đây tôi sẽ đặt là test. Đó. Cái phần bên dưới là cái thông tin về cái kênh của quý vị. Thì cái kênh của quý vị nội dung là gì thì quý vị có thể điền cái thông tin vào đây. Thông tin về kênh kiếm tiền online chẳng hạn. Đó. Rồi quý vị chọn vào create. Ở cái ô này, quý vị hãy đặt tên cái đường link. Tôi sẽ đặt là test. Rồi. Test kiếm. Rồi, thì ở đây quý vị cần lưu ý này. Quý vị để là cái public channel thì tất cả mọi người họ đều có thể tìm kiếm cái tên channel và họ join vào được. Còn quý vị chọn cái chế độ là private channel thì chỉ những người được mời theo cái đường link này họ mới có thể join vào được. Ok chưa? Thì hiểu đơn giản, cái public là mở, còn cái private là chỉ được những người mời mới vào được. Rồi, quý vị chọn vào save. Ở đây, quý vị hãy mời thành viên vào. Ví dụ tôi sẽ add thêm thành viên vào này. Chọn add. Đó, thì đây là một cái giao diện của cái channel vừa được tạo. Cái bước thứ nhất là quý vị hãy thay đổi cái logo. Đó, cái logo là cái thương hiệu của quý vị rất chi là quan trọng. Nên là quý vị phải thay đổi cái logo trước. Đó, ví dụ ở đây tôi thay đổi logo này. Tôi sẽ chọn logo và tôi chọn đăng. Rồi, vậy là cái logo đã được tạo, đã được thay đổi. Rồi, ở đây quý vị có thể add thêm thành viên cũng như là mời thêm thành viên thì quý vị chọn vào cái biểu tượng dấu cộng hình người. Đó. Tiếp nữa là cái phần này là cái phần nội dung mà quý vị muốn đưa lên. Thì quý vị có thể đưa nội dung lên bằng cái văn bản, hình ảnh hoặc là tin nhắn. Còn cái chuông này là bật cái chuông thông báo cho cái bên họ subscribe, tức là các thành viên trong cái channel của quý vị. Nếu quý vị tắt chuông đi thì nó sẽ không có tiếng chuông thông báo ở cái bên người nhận, bên các member họ đang ở trong cái channel này này. Đó. Còn quý vị bật lên thì nó sẽ có cái thông báo chuông. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy đây. Đây chính là cái đường link mà tôi vừa đặt. Đó. Và bên dưới nó là cái thông tin. Như ở đây tôi đặt là thông tin về kênh kiếm tiền online của tôi. Đó. Rồi bây giờ quý vị hãy vào cái biểu tượng cài đặt ba cái dấu chấm. Đó. Thì tất cả các cài đặt nó ở cái phần Manager Channel.
Đó. Thì ở đây quý vị có thể đặt lại tên của cái channel ở cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, quý vị có thể thay đổi lại cái thông tin về cái kênh của quý vị. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là quý vị cũng có thể thay đổi lại cái chế độ public, mở rộng công khai, chế độ mở công khai, hoặc quý vị cũng có thể chuyển sang cái chế độ không công khai là private channel. Ok chưa? Còn cái manager invite, đây là cái đường link. Quý vị có thể copy cái đường link này chia sẻ cho những người quen, chia sẻ cho mọi người để mọi người join vào cái channel của quý vị. Rồi, tiếp theo là đến cái phần admin này. Thì quý vị có thể thêm thành viên vào đây để họ quản lý cho cái channel của quý vị. Ví dụ, tôi sẽ thêm vào này, tôi sẽ chọn vào app administrator. Đó, ví dụ tôi chọn thêm người vào để quản lý cái channel thay tôi. Thì ở đây nó có một số cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất và đây 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái lựa chọn nhé. Thì mặc định là 6 cái lựa chọn màu xanh bên trên. Thứ nhất là quản lý admin được phép. Còn cái lựa chọn cuối cùng màu đỏ là admin không được phép. Rồi thì cái lựa chọn thứ nhất là admin có quyền thay đổi thông tin channel. Lựa chọn thứ hai là admin có quyền gửi tin nhắn. Lựa chọn thứ ba, admin có quyền thay đổi tất cả các tin nhắn. Lựa chọn thứ 4 là admin có quyền xóa tin nhắn. Lựa chọn thứ 5 là admin có quyền thêm member. Lựa chọn thứ 6, admin có quyền live stream. Rồi và cái lựa chọn cuối cùng, admin có quyền thêm người quản lý. Đó, nếu quý vị cấp cho họ cái quyền này thì quý vị bật nó lên. Còn quý vị không muốn cấp cho họ cái quyền này thì quý vị hãy tắt nó đi. Ok chưa? Đó, rồi quý vị chọn vào server để xác nhận. Rồi, còn một cái phần nữa. Đó là cái phần thì cái phần này này nó rất chi là hay, và tôi cũng biết, cũng đã từng xem rất nhiều các video nhưng mà họ ít người họ chia sẻ về cái phần này. Trường hợp quý vị mà có một cái group ở Telegram rồi thì quý vị có thể add cái group vào đây. Thì mỗi lần quý vị đưa thông tin hoặc hình ảnh hoặc video vào cái channel này, vào cái channel của quý vị, thì tự động cái trang tin đó nó sẽ được vào cái group của quý vị. Ok chưa? Đó. Ví dụ đây là cái group tôi add, thì nó sẽ hiện cái thông tin từ cái channel sang cái group và nó tự động pin cái tin đó lên trên cùng. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại cái group mà tôi vừa tạo. Tôi sẽ vào cái phần cài đặt, chọn lại cái manager channel, chọn đến cái add group. Đó, ví dụ ở đây tôi sẽ add cái group là game online vào, thì tôi sẽ chọn. Rồi tôi chọn tiếp vào Ninh Group. Đó. Rồi tôi chọn vào Save. Ok, bây giờ tôi thử đánh một cái tin nhắn là hello chẳng hạn. Hello. Và tôi gửi. Rồi bây giờ tôi vào cái group. Group của tôi là Game Online mà tôi vừa add vào đây này. Đó. Thì quý vị sẽ thấy ở đây
Đây chính là cái mà tôi vừa đánh này, hello này, và cái channel của tôi là test đây này, đó nó sẽ hiện lên trên group đó. Thì đây là một cái rất chi là hay. Rồi tiếp theo quý vị sẽ thấy rằng cái nội dung mà quý vị vừa đánh lên hello đây này, nó sẽ tự động được pin lên cái bảng tin của group, ok chưa? Đó quý vị thấy hay chưa? Rồi bây giờ tôi lại tiếp tục trở lại cái group, cái channel mà tôi vừa tạo đây. Thì cũng trong cái phần ba chấm cài đặt, quý vị có thể này tạo một cái pool hay còn gọi là bình để cho member, để cho mọi người trong channel họ có thể bình chọn. Đó, ví dụ tôi tạo một cái pool, tôi đặt câu hỏi. Ví dụ tôi đặt là bạn thích ăn gì chẳng hạn. Ok chưa? Rồi, cái phần dưới tôi sẽ lựa chọn là cá. Tiếp theo là gà. Rồi, tiếp theo là vịt. Tiếp theo là bò, vân vân. Đó, thì quý vị có thể tạo được 10 cái pool để cho mọi người lựa chọn. Đó, ví dụ tôi tạo 4 cái pool này, cá, gà, vịt, bò chẳng hạn. Rồi, tôi tạo vào grid. Ok, thì tôi sẽ vào luôn cái link. Đó, cái link của tôi. Thì ở bên này nó sẽ hiện cái thông tin mà quý vị có thể bình chọn là cái pool ở đây. Thì các member, các thành viên trong channel họ có thể bình chọn. Đó, ví dụ bên này bình chọn này. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ trở lại cái channel của tôi mà tôi vừa tạo. Rồi, còn cái biểu tượng đây này, cái biểu tượng like là quý vị có thể live stream, ok chưa? Quý vị có thể live stream cho tất cả các member trong cái channel hoặc là trong cái group của quý vị. Rồi, thì đó là tất cả những cái tiện ích nếu như quý vị là những người bán hàng online hoặc quý vị muốn quảng bá hình ảnh, quảng bá cái thương hiệu của quý vị thì quý vị nên sử dụng cái channel Telegram. Thì đây là một cái công cụ rất chi là hiệu quả để quý vị có thể bán hàng tiếp thị online cũng như là quảng cáo, quảng bá cái hình ảnh, quảng bá cái thương hiệu của quý vị. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị có thắc mắc gì thì quý vị hãy comment ngay dưới video.